những thông tin nổi bật trong chương trình trưa nay. Vụ xe ôm côn đồ, công an kêu gọi nạn nhân hãy lên tiếng. Sốc với những gì vừa khai quật được tại xí nghiệp đèn ống. Lâm Đồng đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Tránh lạm dụng chỉ định khám hậu COVID-19 không cần thiết. Đà Lạt sản xuất công nghiệp tăng trưởng. Hỗ trợ người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử. Bình Phước đam mê móc sợi. An Giang phòng thuốc nam thiện nguyện. Xin chào mừng quý vị đã trở lại với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Mở đầu chương trình trưa nay ngày 26 tháng 4 năm 2022, xin mời quý vị cùng Ý An đến với thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội tại các tỉnh thành trong nước. Thưa quý vị, Trung tá Cao Huỳnh Thanh, trưởng công an phường Linh Trung Thủ Đức cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để điều tra hoạt động của nhóm đối tượng hành nghề xe ôm tại trạm xe buýt đối diện khu du lịch Suối Tiên có dấu hiệu hành hung người đi đường mà báo Lao Động đã phản ánh trong bài viết xe ôm côn đồ số ra vào ngày 23 tháng 4, thông tin từ báo Người Lao Động. Trước đó, công an phường Linh Trung đã truy xét 13 đối tượng thường xuyên hành nghề xe ôm tại khu vực này lên làm việc. Trong đó, hai đối tượng gồm một nam một nữ mà bài viết xe ôm côn đồ đã phản ánh được xác định là BVT sinh năm 1966 quê Bến Tre và NTBA sinh năm 1975 quê Sóc Trăng. Cả hai đều thuê trọ gần khu vực bến xe buýt để tiện hành nghề xe ôm. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, nhóm này chỉ hoạt động tại khu vực trong khoảng thời gian gần đây. Quá trình hành nghề, nhóm đối tượng thường xuyên có hành vi hung hãn, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho người dân, hành khách và cả cánh tài xế xe công nghệ. Và B, bán nước trước cổng khu du lịch Suối Tiên tiết lộ, nhiều lần trông thấy cảnh nhóm này tấn công tài xế xe ôm lạ mặt có ý định trước khách tại đây. Người dân muốn tố cáo hành vi nguy hiểm này nhưng lại sợ bị trả thù vì nhóm này hung hãn quá. Thông qua báo Người Lao Động, Ban Chỉ huy Công an phường Linh Trung kêu gọi những ai từng bị nhóm xe ôm cát cứ tại trạm xe buýt đối diện khu du lịch Suối Tiên hành hung nên lên tiếng, trình báo nhằm củng cố hồ sơ xử lý. Đến chiều 23 tháng 4, theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động, nhóm đối tượng mà chúng tôi phản ánh đã không còn xuất hiện tại khu vực nói trên. Tình hình an ninh trật tự được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, các quán nước lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xa lộ Hà Nội đã bị dẹp bớt, khu vực bến xe buýt trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng xe khách ra vào đón khách tấp nập, gây mất trật tự an toàn giao thông tại một số thời điểm. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung Trần Quốc Hưng khẳng định nhiệm vụ triệt xóa điểm đen về an ninh trật tự tại bến xe buýt dưới chân cầu bộ hành khu du lịch Suối Tiên được địa phương đặc biệt quan tâm. Phường đã giao cho công an tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, sau bài viết xe ôm côn đồ, nhiều bạn đọc thông qua báo Người Lao Động muốn hiến kế cho lực lượng chức năng địa phương. Bạn đọc Đức Nhân cho rằng cần trang bị một hệ thống camera giám sát tại khu vực này để kịp thời ghi lại hình ảnh phục vụ công tác quản lý, điều tra khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Bạn đọc có tên Nguyễn Văn Tiến bày tỏ mong muốn công an phường Linh Trung mạnh tay hơn để đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân, hành khách tại khu vực này. Theo anh Tiến, phường Linh Trung nên cắt cử một tổ dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, phối hợp cùng lực lượng công an chính quy, thường xuyên có mặt tại đây để điều tiết giao thông, kịp thời ngăn chặn các hành vi nguy hiểm của các đối tượng xấu. Người dân từng là nạn nhân của nhóm đối tượng xe ôm côn đồ liên hệ đến trụ sở công an phường Linh Trung tại địa chỉ 1262 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, hoặc trực tiếp cung cấp thông tin tố giác tội phạm đến Trung tá Cao Huỳnh Thanh, trưởng công an phường Linh Trung với số điện thoại 0903 194 949. Thưa quý vị, theo cơ quan chức năng, trong hai ngày 22 và 23 tháng 4, lực lượng phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Đồng Nai, công an thành phố Biên Hòa cùng sở tài nguyên và môi trường Đồng Nai tiến hành khai quật các vị trí bên trong xí nghiệp đèn ống thuộc công ty của phần bóng đèn điện quang, thông tin từ báo Người Lao Động. Qua đó phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại. Trong đó, tại hầm bê tông bên trong xí nghiệp có gần 15 tấn, khu vực ngoài sân là hơn 27 tấn. Số chất thải được phát hiện này gồm miếng thủy tinh nhiễm chất thải nguy hại và nước thải từ quá trình xay nghiền bóng đèn thải. Toàn bộ số chất thải nguy hại trên đã được giao cho một công ty chuyên xử lý chất thải ở Đồng Nai thu gom xử lý. Bước đầu, qua test nhanh nước thải, cơ quan chức năng xác định độ pH vượt 7 lần cho phép. Trong vỏ bóng đèn thải có chứa thủy ngân và lưu huỳnh nên độc hại nếu không được xử lý theo quy định. Hiện lực lượng công an tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng việc khai quật tại các vị trí nghi vấn khác bên trong xí nghiệp này để tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị, một số đối tượng tụ tập tại nhà của một người dân thuộc ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau để đánh bạc ăn tiền.
Thông qua nguồn tin tố giác của nhân dân, đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện Đầm Dơi kết hợp cùng với công an xã Tân Tiến triển khai kế hoạch kiểm tra triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, thông tin từ đài truyền hình Cà Mau. Vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 24 tháng 4, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra ngôi nhà trên và bắt quả tang 21 đối tượng, trong đó có 8 nữ liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền. Tạm giữ 13 bộ bài loại 52 lá, trong đó có 3 bộ đã qua sử dụng. Kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh khu vực tạm giữ thêm số tiền khoảng 22 triệu đồng. Được biết, ngôi nhà trên là của TMTH, hầu hết các đối tượng tham gia là người địa phương và các địa bàn giáp ranh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý. Thưa quý vị, nhằm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông trong nội địa, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát trong đêm và phát hiện 2 xe tải vận chuyển số lượng lớn hóa chất và hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không rõ nguồn gốc, thông tin từ đài truyền hình An Giang. Trước đó, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 24 tháng 4, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C09494 do tài xế Nguyễn Trọng Phú, sinh năm 1973, trú tại huyện Châu Thành, điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 1060 bao hóa chất dạng bột, xuất xứ Trung Quốc, trọng lượng 26,5 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phú có xuất trình được hóa đơn, số hàng hóa trên nhưng không xuất trình được hồ sơ nhập khẩu hải quan và hàng hóa không có dán nhãn phụ bằng tiếng Việt. Cùng tại khu vực trên, khoảng 20 phút sau, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C03031 do tài xế Dương Hồ Phú Lộc, sinh năm 1994, trú tại thành phố Châu Đốc điều khiển. Trên xe có vận chuyển 48 bao keo dán gạch, trọng lượng 1,2 tấn, 30 thùng keo chà ron gạch, trọng lượng 600kg và 195 tấm smartboard. Tất cả số hàng hóa trên đều có xuất xứ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lộc có xuất trình được hóa đơn nhưng chưa phù hợp với hàng hóa thực tế trên xe. Riêng 195 tấm smartboard thì ông Lộc không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an huyện Châu Phú ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Sở Y tế Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, thông tin từ đài truyền hình Lâm Đồng. Trong đó, rà soát và lập toàn bộ danh sách các cháu trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 2, báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, vận động tiêm và tổ chức tiêm ngay cho các đối tượng này, đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo quy định. Quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất, ra soát, lập danh sách, xác định nhu cầu vaccine từng tháng để xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngay khi được Sở Y tế tỉnh phân bổ vaccine. Triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn khoa học theo các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, có tới 203 triệu chứng khác nhau của hậu COVID-19 có thể xuất hiện sau khi đã hồi phục hoặc tồn tại dai dẳng từ đầu hoặc tái phát. Thông tin từ đài truyền hình Cà Mau. Để tránh tình trạng loạn khám hậu COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho người có dấu hiệu triệu chứng hậu COVID-19 nói riêng và khám bệnh chữa bệnh nói chung phải theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, theo các lĩnh vực chuyên khoa khi người dân có các dấu hiệu triệu chứng thuộc các chuyên khoa, tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc chỉ định không phù hợp, không cần thiết. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động khám chữa bệnh tại các khoa phòng chuyên môn. Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức để người dân hiểu đúng và đầy đủ về các dấu hiệu triệu chứng hậu COVID-19. Thời điểm người dân cần đi khám chữa bệnh và thực hiện khám chữa bệnh phù hợp, tránh để người dân lo lắng, hoang mang quá mức, tránh lạm dụng chỉ định ở các cơ sở khám chữa bệnh. Thưa quý
vị, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm trên địa bàn thành phố đã tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 ước đạt hơn 390 tỷ đồng, tăng 29% và đạt 242,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Thông tin từ Đài Truyền hình Lâm Đồng. Sở dĩ sản xuất công nghiệp của thành phố Đà Lạt tháng 3 và 3 tháng đầu năm tăng là do hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ổn định, thành phố thực hiện chính sách bình thường mới. Vì vậy, sản xuất ngành công nghiệp đã bắt đầu tăng trưởng trở lại. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 ước đạt 390,1 tỷ đồng, tăng 29% và đạt 242,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với 3 tháng đầu năm 2022, ước đạt 1.385,6 tỷ đồng, tăng 20,6% và đạt 866,4 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Hiện thành phố Đà Lạt đang tiếp tục rà soát công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư khu công nghiệp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, giá cá tra nguyên liệu tại An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung liên tục tăng cao, nhưng nguồn hàng vẫn trong tình trạng khan hiếm. Và trước tình trạng là cầu cao hơn cung, nhiều doanh nghiệp nông dân đã rục rịch tính đến chuyện đầu tư khôi phục, mở rộng diện tích ao nuôi. Thông tin từ Đài Truyền hình An Giang. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn khuyến cáo không nên ồ ạt mở rộng diện tích, nhất là những vùng nằm ngoài quy hoạch, tránh tái diễn tình trạng cung vượt cầu. Theo thông tin từ các doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu, giá cá tra nguyên liệu tiếp tục tăng, dao động ở mức trên 30.000 đồng một ký tùy loại. Với giá cá như hiện nay, người nuôi cá bảo đảm được mức lãi khá. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 2 năm qua và có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do tình hình xuất khẩu đang thuận lợi. Các doanh nghiệp tích cực tìm kiếm, thu gom nguồn hàng. Theo các chuyên gia, giá cá tăng cao phần nhiều do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài hơn 2 năm qua. Người nuôi không thu hoạch được, phải nuôi lưu trong ao, từ đó ảnh hưởng tới kế hoạch thả giống mới. Ngoài ra, tình hình giá thức ăn, thuốc, thủy sản, vật tư đầu vào đều tăng mạnh, kéo chi phí giá thành nuôi cá tra tăng lên. Giá thu mua giảm sâu và kéo dài, nông dân treo ao hoặc chỉ nuôi cầm chừng. Do đó, khi tình hình xuất khẩu được phục hồi, đã xảy ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu đầu vào. Với mức giá cá tra thương phẩm như hiện nay, bảo đảm lợi nhuận cho doanh nghiệp và người nuôi cá ở thời điểm hiện tại. Nhưng giá cá luôn biến động theo thị trường, cầu cao hơn cung thì giá sẽ tăng, còn ngược lại khi cung vượt cầu thì giá sẽ lao dốc. Do vậy, người nuôi cá tra cần bình tĩnh, không nên thả nuôi ồ ạt. Theo đó, người nuôi cá cần thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã và các mô hình kinh tế tập thể khác để liên kết hoặc gia công cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Thưa quý vị, sau hơn 4 tháng thí điểm triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành, ngày 21 tháng 4, Bộ Tài chính triển khai đồng loạt ra 57 tỉnh thành còn lại, chuẩn bị cho việc áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc trong toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh tổ chức tập huấn, ngành thuế còn tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ để người nộp thuế dễ dàng thực hiện. Thông tin từ Đài Truyền hình Bình Thuận. Là địa phương còn nhiều khó khăn, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tánh Linh còn nhỏ và đa số chưa kịp nắm bắt những chủ trương mới trong việc chuyển đổi hóa đơn chứng từ kinh doanh. Để giúp người nộp thuế triển khai thực hiện hóa đơn điện tử dễ dàng và thuận lợi, Chi cục thuế khu vực Đức Linh Tánh Linh đã tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến luật quản lý thuế, nghị định 123 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ và thông tư số 78 ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi đã mời tập đoàn Viettel và VNPT để cùng phối hợp để mà hướng dẫn các hộ kinh doanh để thực hiện hóa đơn điện tử. Cái lộ trình á thì trong tháng 4 chúng tôi sẽ triển khai và đã phải phấn đấu ngày 31 tháng 5 năm 2022 là đạt được 70% và ngày 30 tháng 6 là tất cả 100% hộ kinh doanh và các doanh nghiệp tổ chức đều phải thực hiện hóa đơn điện tử. Trên địa bàn huyện Tánh Linh có khoảng 220 doanh nghiệp và 1.100 hộ kinh doanh, hầu hết vẫn đang còn sử dụng hóa đơn giấy. Để giúp người nộp thuế dễ dàng trong chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, ngoài việc mở hội nghị tập huấn, cán bộ thuế còn đến tận nơi để tư vấn hướng dẫn. Thì em thấy xuất hóa đơn điện tử thì nó có cái thuận lợi là mình muốn xuất lúc nào mình xuất, với lại giấy tờ mình muốn tìm lại nó cũng dễ. Ví dụ như mình chỉ cần lên cái file mình tìm thôi, nó cũng lẹ, em thấy nó thuận lợi hơn. Hiện tại thì em cũng đang nghiên cứu một vài nhà cung cấp
thì nếu mà khi nào tìm được nhà cung cấp phù hợp thì em sẽ triển khai luôn, áp dụng cho nó lẹ. Cái tại mới quá không có rành á, cũng lo, nhưng mà tập huấn xong thì thấy nó cũng dễ chứ không khó. Nó cũng tiện hơn là mình đi mua hóa đơn. Việc áp dụng hóa đơn điện tử không chỉ mang lại tiện ích, giảm chi phí cho người nộp thuế mà còn tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng giữa các tổ chức cá nhân nộp thuế, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Thưa quý vị, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chỉ vừa được Bộ Tài chính đề xuất giảm tới mức 20%, hiện nay xuống 12%, thông tin từ Đài Truyền hình Khánh Hòa. Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, tránh sự phụ thuộc quá lớn vào một số đối tác như hiện nay. Đồng thời, cũng là cách để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm các nguồn cung xăng dầu mới trong trường hợp nguồn cung xăng dầu từ các thị trường truyền thống bị thiếu hụt. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc giảm thuế nêu trên dù không tác động nhiều đến việc làm giảm giá xăng trước mắt, tuy nhiên đây là việc làm cần thiết. Thưa quý vị, ứng dụng từ lên sợi đã không còn xa lạ với người ưa chuộng sản phẩm thủ công từ loại nguyên liệu này. Chỉ với chiếc kìm móc và cuộn lên sợi, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo và tâm hồn yêu nghệ thuật, nhiều người có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Tại huyện Lộc Ninh, một số hội viên hội phụ nữ đã gắn bó với việc móc sợi, vừa thỏa mãn niềm đam mê, vừa thu được lợi nhuận với lựa chọn này. Những sợi màu cùng với đôi bàn tay khéo léo đã mang đến cho người sử dụng những sản phẩm đậm chất nghệ thuật. Thông tin từ Đài Truyền hình Bình Phước. Duyên đến với nghề móc sợi của chị Phương bắt đầu từ sở thích cá nhân. Ngày còn ngồi ghế nhà trường, chị tự làm ra những sản phẩm cho bản thân sử dụng. Về sau, những sản phẩm chị làm ra được bạn bè, người quen yêu thích và đặt hàng. Hơn 20 năm gắn bó với chị để làm công việc này, ngoài sự khéo tay, sự kiên trì và sáng tạo, thì quan trọng là phải có đam mê thực sự với nghề. Hãy làm mang đến cho người sử dụng những sản phẩm chất lượng, những mẫu mã độc đáo, tinh tế. Một lần làm ra được cái sản phẩm gì là người mình cảm thấy vui mừng, phấn khởi, thành ra cứ thích tạo kiểu này kiểu kia vậy đó. Để làm ra các sản phẩm, trước tiên phải có đam mê, cộng thêm sự nhanh nhạy trong việc sáng tạo, phù hợp với xu hướng hiện đại. Hiện các sản phẩm móc sợi được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ ở một số siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều này làm động lực cho họ càng sáng tạo nhiều hơn, mang nét độc đáo riêng. Thứ nhất là nguyên liệu, thứ hai nữa mình làm là mình phải tỉ mỉ. Cái này thì nó độ tỉ mỉ cao, nên là đôi khi mình làm mình hơi chú trọng một chút xíu. Ai cũng vậy thôi, muốn lên một cái sản phẩm đẹp, mượt đến với tay người tiêu dùng thì ai cũng là thứ nhất là cái phần sợi, rồi thứ hai nữa là đến là kích thước, màu sắc, rồi chung là mình đạt được cái độ căng nét để mà cho cái người tiêu dùng mà người ta xài, người ta cầm như là người ta cảm thấy ok là được. Mình chọn cho đủ cái vật liệu, thứ nhất là vật liệu, thứ hai là mẫu mã, làm mình làm đẹp thì khách thích, nên mình bán ra được sản phẩm nhiều, rồi mong muốn đâu ra càng nhiều để hàng mình được có tiện tâm cho chị em làm. Sản phẩm móc sợi bây giờ cũng trở nên đa dạng và thông dụng, không chỉ phục vụ nhu cầu ở địa phương mà còn tiến xa hơn ở các thị trường khác. Vậy nên, người móc sợi theo hình thức handmade, quan trọng nhất là tạo cho mình một thị trường riêng, có sản phẩm độc đáo thì vẫn có thể tồn tại. Nhưng để làm được điều này, trước hết sự kiên trì và đam mê là vô cùng cần thiết. Thưa quý vị, giữa lòng thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, từ lâu đã có một phòng thuốc nam từ thiện cứu chữa cho biết bao người bệnh. Đội ngũ làm việc thiện nguyện nơi này, ai nấy cũng đều dốc sức tận lực với công việc tử tế này. Đó là phòng thuốc nam Phước Thiện, Hương Phước Tự, nằm trên địa bàn khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thông tin từ Đài Truyền hình An Giang. Lương y Trần Thành Tuấn, Chủ tịch Hội Đông y phường Bình Khánh, kiêm trưởng phòng thuốc nam Phước Thiện cho biết, ông kế thừa phòng thuốc nam thiện nguyện này đã hơn 24 năm. Ban đầu diện tích phòng khám chữa bệnh rất nhỏ hẹp, ít người, nhưng do ai nấy cũng đều tận tâm với công việc, khiến uy tín của phòng thuốc ngày càng lan xa, nên số lượng người tham gia tình nguyện ngày càng tăng.
rồi cộng thêm sự đóng góp của những tấm lòng thơm thảo khác mà nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại được đầu tư. Hiện đội ngũ khám chữa bệnh miễn phí nơi này gồm 57 thành viên là lương y, y sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ. Ngoài khám chữa bệnh, cung cấp thuốc miễn phí, nơi đây còn có phòng châm cứu, dược lý, trị liệu, xoa bóp, bấm huyệt. Từ cái cơ sở lúc ban đầu thì nó cũng nhỏ lắm như vậy. Thì đến hôm nay nó hình thành lớn, quy mô. Với cái nhân sự thì hôm nay thì cũng trên 57 người rồi, 57 người. Thì cái cơ sở vật chất nó cũng được từ đó cũng nâng lên. Đây là phải nói là cái công sức của cộng đồng và cái hiệu quả điều trị trong cái thời gian qua. Người dân đã tin tưởng, đã hỗ trợ tích cực cho cái phòng thuốc hoạt động trong hiện tại và trong cái tương lai hướng tới. Phòng thuốc Nam Phước Thiện hoạt động vào các buổi sáng trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy, mỗi buổi phục vụ cho hơn 150 lượt bệnh nhân ở khắp các tỉnh thành trong khu vực miền Tây. Từ lâu, nhờ có phòng thuốc Nam Thiện Nguyện này mà bao người đã khỏe mạnh, khỏi bệnh. Lương y Trần Thành Tuấn cho biết, nơi đây còn có hơn 50 tình nguyện viên tham gia sưu tầm, phơi khô, bào chế và đóng gói thuốc. Đợt Covid-19 vừa qua, mỗi tháng nơi này cung cấp trên 8.000 thang thuốc xông miễn phí cho nhiều bệnh nhân ở khắp các tỉnh thành phía Nam. Còn hiện tại, mỗi tháng nơi này cung cấp trên 1.000 thang thuốc xông miễn phí. Trong cái đỉnh điểm cái dịch Covid đó, sau chỉ thị 16 xuống 15 đó, thì từ tháng 9 thì đến tháng 12 thì cái điểm dịch thì phòng thuốc ở đây sẽ đã làm ra là khoảng 250.000 thang thuốc xong thì gửi đi các nơi trong tỉnh và ngoài tỉnh. Thì từ cái lúc mà qua Tết đến nay đó thì số lượng nó có giảm hơn. Có một đợt gửi về Hà Nội được 6.000 thang, rồi sau đó là chỉ phục vụ tại địa phương, tính hôm nay thì chắc cũng khoảng là 18.000 thang tới hôm nay, từ Tết tới nay. Để bảo quản thuốc lâu dài tránh bị mốc, trong suốt quá trình phơi, các thành viên luôn phiên nhau xới đảo liên tục bất chấp nắng trời gay gắt. Thuốc sau khi phơi khô đạt yêu cầu được các thành viên của tổ bóc theo toa cho vào bọc sẵn để người dân cần đến nhận. Điểm quý là nhiều bà con dẫu bận biểu với công việc mưu sinh nhưng vẫn dành thời gian đến với công việc ý nghĩa này. Ngoài ra cũng còn có một số bạn trẻ, người về hưu hay tuổi cao cũng tận dụng quỹ thời gian nhàn rỗi của mình để tham gia góp công góp sức. Thì tôi lên đây tôi làm thiện nguyện thì một buổi thì sắp xếp được cái công việc gia đình mưu sinh, còn dư một buổi còn lại thì lên đây làm thiện nguyện giúp đỡ cho cộng đồng bà con cô bác có sức khỏe, thì cũng là cái niềm vinh hạnh, một cái duyên, một cơ duyên để làm được những việc thiện lành. Cũng mình lớn tuổi rồi, mình thích làm tham gia từ thiện để giúp đỡ mọi người cho mau lành mạnh, khỏe mạnh, rồi cũng mình cũng vui vẻ khỏe, cũng mà giúp người này người kia đồ người ta khỏe mình vui. Nhờ vậy mà những thang thuốc ấm áp nghĩa tình đã chữa cho bao người khỏi bệnh. Uống thuốc này ở đây là trong bệnh tôi là nó khỏe, và tôi xin là cảm ơn ở đây phục vụ cho chân thành. Rồi. Người bệnh được phục hồi sức khỏe là động lực để đội ngũ làm việc thiện nguyện nơi đây bền bỉ với công việc thiện nguyện cứu người. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ tin nóng từ các địa phương trưa nay, chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan, cũng như sự ứng dụng NetLove. Y An xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.